Hãng tin Reuters ngày hôm nay đưa tin, 250 binh sĩ Syri đã bị một số các thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng bắt, để tay lên đầu và đi chân trần trên sa mạc. Và ít nhất 135 người trong số này đã bị sát hại. Theo Reuters, những người này đã bị cắt tay súng từ tổ, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng bắt giữ sau khi tấn công vào các căn cứ của họ ở khu vực Đông Bắc Syria. Hiện chưa rõ số phận của những người trong đoạn video này ra sao, song theo một số bức ảnh chụp lại sau đó cho thấy có ít nhất 135 người trong số đó đã bị bắn hạ. Còn theo nguồn tin từ Liên Hợp Quốc, một nhóm vũ trang cũng đóng quân trên lãnh thổ Syria ngày hôm qua đã bắt giữ 43 nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở cao nguyên Golan. Những người này đến từ từ philippines và Fiji liên hợp quốc khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhằm giải cứu các nhân viên này đồng thời đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho các lực lượng gìn giữ hòa bình thực thi nhiệm vụ